Chân lúc về lúc chút nằm đã chăm chế test lệ Trinh hành chuyên lúc trên thì Statistic đi rồi Cứ chuyên lúc trên thì nè mà mù thuyền anh ta rồi Ok, thằng bố thì là tất cả Đi, consider a mass obtained by 10 students in a mathematics test as given below Thật thì lúc chút chút cái gì dễ đồ chí ta nhỉ ta Ý dễ ta nhỉ, hộp thì là đi nào lúc Mà xuyên 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 làm sao là thu mà được chỉ mình chỉ chẳng có được cái càng nên mà vô vô được ta anh chỉ nên mà suy thế ra anh thu suy thế ra thế ra anh là thu ta vì khen nào ra thì như thế ba this type of data là mình cho khá là là nó raw data yang na random data ta ta có tiếp theo ra cái nào là lúc thế nào là page number như cái sự chuyện mà ta 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 vậy ta đi đâu data đâu chứ na ta thấy nhiều nhiều hiện tại lỡ đó à tôi số yang data tôi số yang cũng xin làm về đi như thế mà tôi số level ha yang chỉ có cái we can arrange yang na ascending descending cái chỉ nên đi vào đấy vậy à ta nghe để đôi na ascending ascending là na họ rồi nhiều anh em ta đi để đôi chỉ cùng chỉ đi cái na làm sao mà mi chỉ là cái gì đó mà suy suy là na như suy sang là ra thoái suy ra nên là cấp chức quan là ra mà ra thì đi như thế mà data đi như thế mình chỉ khảo cổ ra là organize chỉ năng làm cho level ha ta thì đi dùng cái đấy, xong rồi sao? Cái đi nào luôn thì 6 giờ ngủ thì anh cho cái là that is range lowest mark thì cái 25 đó highest mark thì 95 rồi đó thì như thế mà what is the range of the marks là nó nên kiểu nào cho cái chỗ này nó cái tuy nhiên thoái suy này mà suy thêm rồi đấy thì nó thoái suy cũng chỉ có ngay đấy xem mà suy cái đấy như thế mà rồi đó thì là như thế mà range thì tuyển chủ chả được trong một chả số range là có sinh số à ok đó thì next cái này là nó example như vậy này nè consider the marks obtained out of 100 by 30 students thì thằng kia mình chưa hiểu lấy lâu chả sao ta mi sum ju lab chiwa tang su ta mi sum ju la ju kya cha ta she ma she ran ta mi sum ju kan sa ga kya che ke che ti wo re ta wo re la ga de ka le kha ko che de sam ba ta ro data de ngan zo pe che shi ra ye mi do wa ta i ne yang ko gwe wo wo da ko me ne yang ngan zo shen ba so tu ma ra with using raw data ta ma zo organize cha ta de ngi de ya ko me za ta ni wo da bai ta pe che shen de do wa oh suppose di na lo la na giá trị chủ chế cho khá chế độ để là chế độ anh để là chế chế nhị chủ chế cho khá chế độ để chế chế thì nên mà rồi để nên mà rồi đó nhị chủ chế cho nhị na anh nhị chế là anh thà mình xin cố chủ cố giá trị gặp giá trị cho nhị cố chủ cố nhị chế cho sum cố chủ công an chế ta đi list thì số na ta table đi cái này well organized chả ta đi là đi xong mà kiểu anh làm sao mà chưa cái này là làm sao chủ đi xả anh dùng chế cố chủ công an đi xả là thu đó ok ta để ý cho tables đó table đi khai là na that is table 14.4 đi khai cho vào là na ungrouped frequency distribution table yang na xin ngài làm cho lấy lâu chân là về na frequency distribution table đi grouped mà lấy là group là na yang kia chơi the range thì nó số ta làm cho kia ví dụ na interval để ta đi next để sẽ cho ra ta đi ta đi misum chứ sao ta ta đi làm mà kia suy sao ta example sum bát để xí đó 100 plants each were planted in 100 schools. Lập tức giá ghé khởi, chỉ sinh tập ta sinh đồ đã từng tập này, cái thứ tập này là na, chúng ta thực hiện tập ra, tập này ta tổ chức cái gì là, anh chỉ sinh cái thứ, na, này mẹ, rồi cái thứ survive chế mẹ ta cái check chế, ta cái mang bộ chỉ cầm này xí đồ là, thế là tôi thì mà lập tức giá cái gì, ta chỉ sinh đồ cũng chưa công ngã chui, ta thằng ghi lại khởi chế số. Đi pet con nhau có chơi được không? Ta đi đâu chứ là thằng frequency distribution table để thì thế vậy mà để row data để khóa qua ta đi xin nhà mà chơi là group data distribution table là nó anh đi đâu? Ta bây giờ nhị số này nhị số tao cũng bắt đầu khá chơi đó lại đâu để đó? Ôi à, ta đến đây chơi này, that is a group data. Ta đi khai chơi là nó group frequency distribution đó, ungroup para khép vào cái là nó group để là đến đây ở đây. Nishu ne, nishu tsaku la ne, dedo a interval ne te Thangi de la kare re nishu, nishu tsaku ji, nishu tsaku ni la detail te hui wa Ndi kare ungroup re, ndi kare re grouped frequency distribution table
na group frequency distribution table di jang du jang ba ta kiran zu dina chik sa ba jang go yang ka she ji yorwa okay thang bo dil khare la nas number 1 ta dil dwa 20 to 29 30 to 39 de chini chik do mi do dige cham lo la ma zu khala re la nas class yang na class interval ko ji se to zu ma zu khala re class yang na class interval and dige ji size nan khaloren ta dibara gap pesen nishu ne nishu chagu bodo gap khajore pesen dibara gap chu chu na 10 class size de kare 10 cha ta di 10 ni ne re 5 ni re 2 ni re ta ta thande de chu sha do an di jel khaju sha ma sha di su su de bare cha ma cha so a ti kiran so a thiwal pa pe sha re data chimbu na an size di jas ni jas sha re data di chu chu na ni na chu sta di ngam so chiwa jin be chi ra chama ko chu cham cha so a ta di na lo la each classes in each classes ta di na lo do so classes na lo le number chu ma sto mi do ding number di chu ma do a de da ni shu sum ju di ka pa jo da chen chu ma sto da number chu ma yu jo de la ngam chu ka re la na lower class limit ka tu ni number chu wa de la ka lo re lower class limit la re an su jo li yu jo sto da ku ni ni cha gu sor gu la sto gor gu la sto da di ge chang ma lo ka re la na su jo li yu jo di ge chang ma lo upper limit chamachaswa tata devu che thibe na the greater number value is called upper limit ul che and chujoli yujo chura number chung chura that is called lower limit chamachaswa lower limit lana chung adi che upper limit lana chung a ta peche chana example chite do dite do class chite do dem do 22 29 dinalo su chungo do 20 chungo do so 20 is the lower class limit che and 29 di kar chala na upper class limit samacha swa de do exercise 14.2 do ta blood group of 30 student do ta di ni ba 30 student ni di ba ta di thiwa de la kiran zo kar thiwa re la na kiran zo de la kar thiwa yu la na de la kar thiwa re la na an grouped frequency distribution table chitiyar wa samasya suwe frequency distribution table te lelo shure kandis tiyar imbato do pishambi dina lo blood group karakar do de la ti de la kati ure lanas blood group la ti rwa and de la karchi ure lana pishishin tangbo de la A B O A B do ata dozu de la T and ne ma changa kya niwa de la karte ure la nas telemarks ra telemarks ka tu me A di nga yu na chi ni sum si nga wad ka tu ne indi te uta B di sum minu sum ta wasi nge example te uta tu yu na chi ni sum si nga tu tin and A B di kare sum minu indi sti and the last la kare frequency la ora that is frequency you can the frequency the garcher and this is 5 this is 3 this is 7 and then the gare 3 kanji dige samma dige tomna gare re injim je dela student ka se do sumju do a sumju de le ba chaw che san dige ran zo tishu a tiden na ta di je la ni ba di exercise di 40 students ke je de work re do a di ne zamba ta kya che dinan ma she de ta ur de dina ma shui di nyi rido a to shui di ka zir do da da di dina to shui ka zir do danda sun su nyi di do do a di ni zimba ta you can make a table kandi su nyi di go re la na tab tab di u chi nirwa tambo di la class lab ti ko chi su ya class ti 0 to 0 to 5 do da 5 to 10 ane 10 to 15 cha and this the nga nga sha na kale ka bisa so you know 1 to 10 cha 10 to 20 20 to 30 30 to 40 chi ne 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 yang table su ni to su ne kya sam cha so ta ni ma thang bo ni ba sum ba ana shi pa pe do na da bo do re de chi wo shi di kiran zo na jo na shu a ko ji so a
tu chi nang tring gi nang le ti shi di da yin jim chi ti shu a da su tu chi che